Chào quý vị, và bây giờ chúng ta đến với phim trường King Kong. Đấy, phim trường King Kong. Đấy, King Kong trước mắt quý vị. Đó, kính chào quý vị đó. Hollywood đến Việt Nam làm rất nhiều phim cho Việt Nam được nhờ. Có những khu du lịch luôn. Hollywood để lại cho quý vị. Lô. Rồi, đây còn vẫn còn phục trang của King Kong. Đó, những người dân trên đảo, thổ dân. Hollywood đi rồi nhưng mà vẫn còn những người thổ dân da đỏ ở lại.
Đây Thổ Dân đang ở đây quý vị.